Xin chào, mình tên là Chí. Mình đi mụn được gần được 1 năm, ban đầu và xuất hiện nhiều mụn nhỏ li ti. Nhưng sau 6 tháng thì tình trạng mụn của mình trở nặng, nhiều mụn mọc, mụn mủ xuất hiện nhiều nhất ở hai bên má và mũi. Da mặt mình khi đó rất là đau, nhức, sưng nhiều chỗ và ngứa. Cảm giác rất là khó chịu, không thoải mái, mất tự tin và ngại đối diện với mọi người xung quanh. Mình đã điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau như là dùng thuốc bắc, thuốc nam và cả đến cả bác sĩ da liễu, nhưng tình trạng da vẫn không thiên giảm rõ rệt. Khi đến với môn gấp thì da mình rất là xấu. Trong 2 tuần đầu sử dụng sản phẩm thì da hơi rát và châm chích, nhưng cái cảm giác đó mất dần theo thời gian. Sau 1 tháng thì mụn giảm đáng kể, mặt nhẹ hẳn đi, nhiều mụn mọc biến mất và không còn ngứa nữa. Sau 2 tháng thì mụn giảm rõ rệt, không mặt không còn tấy đỏ nữa. Và với 3 tháng sử dụng Murad thì hiện tại da mặt mình đã khỏe hơn 90% rồi. Sau một thời gian gặp lại thì mọi người rất ngạc nhiên với cái làn da mới của mình. Mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Hy vọng với cái hiệu quả rõ rệt như trên thì Murad có thể giúp được nhiều bạn giống tình trạng như mình để đem lại cho họ làn da mới và sức sống mới. Cuối cùng thì mình chân thành cảm ơn Murad rất nhiều.